Hello, xin chào anh em, chào mừng anh đến với mình. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về một vài những chai nước hoa mà có mùi hương rất là đẹp, chất lượng rất là ok. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà rất ít khi được mọi người nhắc đến. Và đấy là một điều rất là đáng tiếc. Đó, trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một vài chai nước hoa mà đối với cá nhân quan điểm của mình, đó đều là những chai nước hoa rất là đáng mua. Thế nhưng nó có một cái đặc điểm chung, đó là đã bị cho vào lãnh cung trong thế giới nước hoa này. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là CH Man, với cái sự kết hợp giữa tươi mát của cỏ và cùng với da thuộc tạo nên cái mùi hương cực kỳ là đàn ông, rất là nam tính, manly. Đây là cái mùi hương rất thích hợp cho các anh em tầm khoảng từ 28 đổ lên, và mình luôn luôn yêu thích trong cái phong thái của mình có cái sự chín chắn của một người đàn ông. Thế nhưng có một điều rất là lạ là chai nước hoa này mình thấy gần như rất ít người nhắc đến và cũng không có nhiều người sử dụng. Mặc dù đây là cái mùi hương mình thấy là so với cái mặt bằng chung của những cái chai nước hoa dành cho đấng mày râu, nó không hề thua kém về chất lượng, về mùi hương của nó rất là độc đáo. Cá nhân của mình thì mình cũng chưa gặp bất kỳ một chai nước hoa nào có cái mùi hương tương tự như chai CH Man này. Nhưng có một điều rất là kỳ lạ là không được ai nhắc đến nhiều. Do đó, thực sự mà nói thì đối với các anh em nào mà cái thứ nhất là chúng ta cần một cái mùi hương để cho office, đó nhất là mùa thu đông chẳng hạn, mà chúng ta cần một cái mùi hương mà vừa lịch sự, vừa lịch lãm và không bị mất đi cái chất đàn ông của mình, thì ngoài bên cạnh những một số những cái chai nước hoa cũng rất là thích hợp dành cho thu đông thì CH Man này cũng rất thích hợp cho các anh em sử dụng cho những cái môi trường không gian hẹp, bởi vì chai nước hoa này của nó, cái độ bám tỏa mùi của nó không phải là quá xuất sắc. Thế nhưng trong cái môi trường không gian hẹp thì mình thấy nó rất là ok, nó thể hiện được đúng cái bản chất manly, nam tính của các anh em. Do đó, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là CH Man. Chai nước hoa thứ hai đó là Clinique Happy for Men. Đây là cái mùi hương đặc biệt thích hợp cho các anh em nào mà có một suy nghĩ rất là đơn giản. Ok, mùa hè đến rồi thì mình không cần một cái mùi hương nó quá là cầu kỳ, mình không cần một mùi hương gọi là sexy, mà hãy đưa cho mình một chai nước hoa sạch sẽ, soppy, mình có thể đi đến mọi nơi mình thích, mình có thể sử dụng mọi dịp mình thích. Thì Clinique Happy for Men này là một trong những mùi hương như thế. Mùi hương soppy của chai nước hoa này không hề là đơn giản một chút nào cả. Mở đầu của nó một bụi cam chanh tươi đó rất là tươi mát, và cuối cùng là một cái mùi hương soppy rất là thơm, nhẹ nhàng và rất là trẻ trung, cực kỳ thích hợp với các bạn tuổi teen. Thực tế mà nói thì có rất nhiều những chai nước hoa soppy khác cùng với cái phong cách mùi hương của chai nước hoa này. Thế nhưng đôi khi cũng những chai nước hoa rất là đắt đỏ, nhưng cái tông mùi lại cũng vẫn không có gì là quá nổi trội hơn với chai Clinique Happy for Men này. Do đó, nếu như các anh em nào mà cái tầm tuổi teen đó, tầm từ 19-20 và đặc biệt yêu thích một cái sự đơn giản khi mà chúng ta xịt nước hoa, chúng ta không cần quá là sự cầu kỳ, chúng ta không cần quá sự phức tạp, nhưng cái mùi hương đấy nó vẫn đảm bảo cái sự sạch sẽ, cũng có sự thu hút và trẻ trung, thì Clinique Happy for Men này là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa tiếp theo mình muốn nói đến đây đó là Gucci Made to Measurement. Kể lại một chút về câu chuyện chai nước hoa này, nó là vào khoảng thời điểm 2012-2013, khi có một lần là mình đi nhậu với một cậu em họ của mình, và cậu em mình đã xịt chai nước hoa này, và ngay lập tức mình đã tìm mua bằng được chai full này, vì mình cảm thấy mùi hương này nó rất là quyến rũ, rất là quyến rũ, đặc biệt là với các anh em nào có cái phong cách thư sinh, một cái áo sơ mi, một cái quần Âu rất là thích hợp. Bởi vì chai nước hoa này nó không phải là cái mùi hương quá là mạnh mẽ, thế nhưng nó lại có cái sự ngọt ngào, nó có cái sự quyến rũ thu hút rất là nhẹ nhàng, nó không tỏa ra ào ào mà đôi khi nó chỉ hơi tỏa ra một chút, hơi tỏa ra một chút, chứ không phải là liên tục dữ dội và mạnh mẽ. Và như mình đã nói, nó cực kỳ thích hợp với các anh em nào có cái phong cách, có cái ngoại hình thư sinh mà chúng ta yêu thích một cái phong cách ăn mặc cũng rất là bảnh bao, rất là lịch sự. Thì Gucci Made to Measurement này là một trong những mùi hương mình thật sự là mình đặc biệt muốn gợi ý cho các anh em. Nếu như các anh em nào có một phong cách giống như mình đang nói ở trên, Gucci Made to Measurement. Chai nước hoa tiếp theo mình muốn nói ở đây đó là Sanjour Unforgettable. Rất là tuyệt vời. Chai nước hoa này có thể là do các thương nhân là mình ít khi nhập về, thế nhưng mình rất là muốn các anh em hãy thử một lần mua chai nước hoa này, mà chúng ta sẽ cảm nhận một sự khác biệt rất là lớn. Nếu mà chúng ta sử dụng vào thời điểm xuân hoặc là thu chẳng hạn, khi mà tiết trời nó không là quá lạnh và nó cũng không phải là nó không còn là nóng nữa, và nó hơi bắt đầu man mát,
chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngửi. Mùi hương của nó thì có nghĩa một nó một cách đơn giản, nó giống như một cái ly cocktail, ok, có rượu rum, có một cái chút trái cây, một chút ngọt. Mùi hương rất là dễ chịu, nhẹ nhàng và sang trọng. Các em nào khi mà xịt mùi hương chai nước hoa này có thể đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, đi trong tất cả các cái dịp mà chúng ta luôn luôn thể hiện được cái sự sang trọng của mình, sự manly của mình, sự lịch sự của mình đó. Bởi vì mùi hương của chai nước hoa này nó rất là linh hoạt, nó rất là đa dụng. Do đó anh em nào nếu mà yêu thích một cái mùi hương sử dụng vào cái thời tiết nó hơi hơi mát một chút và chúng ta không muốn tốn quá nhiều tiền vào việc mua nhiều chai nước hoa thì Saint-Jean Unforgettable này là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Tiếp nữa đó là Garland Lone Ideal. Đây là cái mùi hương hạnh nhân mềm mại, quyến rũ và ngọt ngào. Đôi khi nó giống như một cái chiếc bánh ngọt có cùng với nhân hạnh nhân, rất rất là thu hút, rất rất là quyến rũ. Đây là chai nước hoa cực kỳ thích hợp sử dụng trong mùa đông. Nếu chúng ta cần một cái mùi hương nó có cái sự ngọt ngào, nó có sự quyến rũ và nó không quá là ẻo lả thì Garland Lone Ideal này là một trong những chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em. Và cũng rất là đáng tiếc đó là mình cũng không thấy nhiều khi được mọi người nhắc đến chai nước hoa này. Do đó thực sự là mình muốn gợi ý cho anh em nào mà cái tầm tuổi từ tầm khoảng 26 đó, tầm 26 trở lên, đại khái chúng ta đã bắt đầu đi làm rồi, chúng ta cần một cái mùi hương mùa đông thì Garland Lone Ideal này cũng rất là tốt. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói ở đây đó là Leather, Fairy Leather Essence. Fairy đã chứng minh mặc dù là một nhà nước hoa trái tay nhưng nếu chúng ta làm việc một cách cẩn thận, chúng ta làm việc một cách có tâm thì sẽ vẫn ra mắt những sản phẩm mùi hương nước hoa rất là cao cấp. Và Fairy Leather là một trong những mùi hương như thế. Đây là cái mùi hương da thuộc. Đối với cá nhân của mình nó khá là khác so với những cái sản phẩm da thuộc khác. Đối với cảm nhận của mình thì đây là cái mùi da thuộc nó rất là mềm mại, cộng thêm một chút ngọt, không rõ là của cái gì, thế nhưng nó hơi hơi ngọt nhẹ. Và vẫn tiêu biểu vẫn là da thuộc, thế nhưng đây là một cái tấm da rất là mềm mại. Và vào cái mùa đông lạnh lẽo chẳng hạn, anh em nào khoác một cái áo măng tô dài, ok, xịt mùi hương của Fairy Leather này thì rất rất là thích hợp, rất là thu hút, rất là gọi là manly. Do đó chai nước hoa mình đặc biệt muốn giới thiệu đến cho anh em vào mùa đông và chúng ta có một phong cách thời trang nó dạng như kiểu gentleman thì Fairy Leather Essence này cũng là một cái mùi hương chúng ta nên tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em một vài chai nước hoa, mặc dù với cái quan điểm của mình mùi hương rất là tốt, chất lượng rất là ok, thế nhưng vì một vài lý do nào đó mà nó rất ít khi được nhắc đến. Và đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Thì mình hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.